Tiền đốt rồi, rồi Dạ. ok em, chị cảm ơn. Dạ. À, tiền mụn à, với cả 250 cái kia với cả thêm một hũ kem trị mụn, đúng không? Là 420 rồi, trừ thêm 200 là 620. Ý là chị sẽ nói với quầy là thanh toán hũ không, kem mà em thì... dẫn xuống thì Hà hoặc là ai rảnh đưa này. Bữa trước con đi ăn tràng á như vậy chị có mặt nữa còn nhiều lắm đó, chị cho anh phát căn hộ A xem được cái cơn xong rồi thoát xong rồi khi chị kêu đi thôi lấy máy ra quay này quay rồi sao đăng lên được biết là quên bấm dây lấy cái cổ chị đang ù một đám chị một đám sao chập úp như vậy dây chị con để thì mà đi cái xấu đi vô nhanh quá kìa. Kiểu lo gì còn mụn em kìa. Ừ. Bà cũng nói mà bà cũng không phát hiện ra luôn. Thì không phát hiện em cứ kêu trong em lại cầm ngang ủa trong khi em đang để ngang mà ta. Em lại quay ngang, ủa, em đang quay ngang mà. Mà mới xoay lại. Hiểu rồi đúng không? Không hiểu nãy cũng hiểu đâu, cô đang quay ngang mà, mà nói chủ quay ngang mà. Lúc nó ngủ ngủ. À, tập trung ngủ tập trung phút. Canh cho đủ 6 phút rồi tắt. Chị nhìn lúc nào nó cũng nằm ở ở bên này nè. Cái dây nhảy bên này là gì? Thế ủa, đâu rồi? Nhìn bên kia. Ủa chị tự mới biết từ lâu rồi. Tại vì hồi xưa mấy đứa hay quay kiểu nó là chị không có quay cho chị Ly á, cái coi coi số lại mà cái tàu không chịu lướt xuống hết á, thế là mình quay tới số 75 rồi mà cái cũng có 71 không mà, cái Ly nãy cái mới quay nãy giờ mới có bấm dài không chứ, cái kêu có mới biết 11 phút chứ trời, cái tàu không chịu lướt xuống. Mặt chị ngứa nhanh ghê hà. Thế mặt ta chắc không cần phải bôi mai nữa đâu. Mặt quá mỏng. Cầu cho môi chị quét nái chắc chưa được 5 lần. 2 lần, 3 lần, 3 lần thôi. Còn có xí. Có xí xí mày. Da hà sần vỏ cam là dài như cái vỏ cam. Vỏ bưởi. Vỏ bưởi nước này. Cam được rồi, chơi tới quả bưởi. Thành quả trứng gà. Trứng gà là hơi bị ngon cơ. Rồi, iPhone 10 á. Mua iPhone 8. Ờ. Đúng. 8 là thời đầu tiên như là này 135 rồi nữa ta quay thì vui vui thôi. Còn vui chơi mà cũng là cái lúc nó là mới lúc nó mới phê đó. Mỗi một sướng nó lắm.
Mụn xưa ra nó là toàn mụn trâu, mụn bò không? Chị giống như cái thời nữa họ mới biết đến mụn rồi chị hề kiểu đó. Ai mặt mụn mặt đấy mình thấy. Giờ chờ ai cũng đi thấy mụn hay là. Chị hồi trước á, mặt nhiều thì do nhân học viên làm, mới đi mặt nhiều chủ làm. Hồi trước mình làm nhanh á, lên tay nhanh hơn. Hồi xưa làm gì được, hồi xưa là mấy đứa hơi bị sướng. Trừ mơ luôn. Thì bạn ít để xin làm đấy. Bạn nhận những lần cho em lấy cục này. Mình cũng chạy dễ thôi, cho em lấy đi. Năn nỉ mình vẫn phải để luôn đó nhỉ. Bà nhận với bà mỗi. Bà nhận với bà đi thì bà xin được được thôi. Còn bà trá bà đuổi đi luôn. Bà nhận với lần bà năn nỉ thôi á. Với lại bà Trinh nữa, ôi trời ơi, hai bà Trinh. Thèm nhưng mà thèm kinh nữa không biết. Bà Trinh bị chóc két cho em nè, em đứng lên luôn đấy chị. Ánh nhột. Trinh tới giờ nó rồi. Chị ẹo ý gì sợ. Mình tạo chứ. Hồi xưa anh học đó thôi. Bà Trinh chắc bà không giờ bà tha chồng được luôn đó chị Loan này. Cái mẹ của bà ấy nhẹ nhàng mà. Hình giống như chị Dung á chị. Kiểu giống như mà Dung á, nhẹ nhẹ từ từ rất hề. Nghĩ rằng con gái họ có thể nói chuyện được nhẹ nhàng tình cảm. Thấy họ nói chuyện điện thoại với chồng á, trời. Ngọt luôn. Mình bộp, alo, chê. Đấy. Đang. Nói đây, nhanh. Không có chút chị gọi là luôn. Không nghĩ là người ngoài không nghĩ mình nói chuyện với chồng luôn đấy chị. Phục máu luôn. Cục mụn nó bị viêm. Bình thường con dâu về nhà chồng rồi nói chuyện bày ra này nọ thứ, tại vì chị với nhà mẹ nó nói luôn gì đó, mẹ mình không nghe được á, không biết nói chi nữa chị là không nghe. Cái là hồi xưa là bị viêm tay giữa, nói chung cũng bị chắc cũng mười mấy năm rồi đó, bị tay giữa chị Loan. Xong là đi chữa răng mà họ làm họ cắt răng, họ cắt luôn cái chỗ tai nghe đó chị. Rồi bây giờ có thằng út đã lắm như phiên dịch viên đó, mỗi lần thì chị nói chi là thằng đứa nói lại mẹ hắn đó. Còn ông Huệ ông nói phải nói thật to. Nói gọi là ré luôn á. Ví dụ như là cũng nói gì là không, hắn nói nhưng mà nhìn khẩu hiệu. Ví dụ bà nghe nhìn khẩu hiệu út á là bà sẽ hiểu được. Ví dụ kêu đi chợ. Rồi hồi mua cam, mua chuối. Kiểu nói rõ cái miệng này, em này vành miệng lên á. Là bà nghe được. Còn ví dụ như kiểu mình nói chuyện là cứ nhìn cười đó thôi. Chứ không có hiểu á. Xong như Huệ về là đưa đi đo trợ thính đây. Nhà chị em nó làm 2-3 năm rồi chị. Mà kiểu trúng dịch này, rồi trúng cái ni, trúng cái kia thế. Cuối cùng là chưa làm được, bây giờ viêm cũng có làm được. Hôm kia có người nhà thêm vài ngày, đưa mẹ đi khám mới lại đi lắp á. Mà ông nội thì cứ cản, ông kia thôi. Nghe chi mệt, nhiều chuyện. Nó nói sau chị này đi. Ủa rồi, ví dụ như cha mẹ nói chuyện với nhau thì hay hơn. Hoặc là đi đường xe cỗ như kia, an toàn chứ. Ông kia thì thôi không nghe được, vô sự, nghĩ ra đấy chị. Kêu không nghe được khỏe, đỡ phải nhiều chuyện này nọ kìa, ít đó. Sau nhà em cả nhà ai cũng nói hết, rồi mà không là không chị. Rồi kêu máy móc rồi nhiều tiền rồi, lỡ tiết tiền rồi sửa, lỡ hư rồi đi biết được mua mà sửa, rồi mỗi lần đi sửa là tiền triệu á. Đó là không cản em mấy năm trời. Mà đâu nhưng mà mấy tiền? Chắc cũng mười mấy hai chục. Bao nhiêu đó? Cỡ đó. Nhưng mà con cái đâu có ai có tiền đâu. Ủa đừng nói là ông Hệ thì chờ được nhắc nhở chứ. Thì đó chị. Nhiều bà nhà em hết trơn đó chị. Trời, gánh nặng gia đình. Bà chị dâu. Một số hàng cũng khổ. Không sướng nổi luôn đó chị, nhiều khi nghĩ không sướng nổi. Nhiều khi buồn lắm mà. Đúng, buồn dã man luôn đó chị. Tự nhiên nhiều khi em nhiều lúc em suy nghĩ lại tại răng mình hư luôn á. Không hiểu vì răng người trước mình không biết hoàn cảnh nhà họ. Lúc mình quen mình đâu có tìm hiểu chị. Thì thấy không tính tình này nọ rồi gặp
Chị cũng đâu nghĩ đâu. Em không nghĩ đấy chị, vì nghĩ thì cũng giống như nhà mình, cũng anh em đi học đi thành rồi cũng đi làm có tiền đúng không chị? Chứ đâu nghĩ đến mức gọi là cái chi cũng mình hết đó chị. Lắp vườn nhà em, sửa nhà nhà em. Này hệ toàn nhà Hà không á. À, ví dụ như là em biết là ví dụ hệ mà vô đây ấy, là cũng thì em mới có ra hệ với em mùa ra chứ chị làm gì em hay kêu em hay nói chuyện em nói đó mình là nhờ.